các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với video của mình. Thì ở video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số các cái mẹo dùng các thực phẩm để chúng ta có thể là bồi bổ thận. Thận là một cơ quan rất là quan trọng trong hệ bài tiết của chúng ta. Nếu như mà yếu thận có thể là yếu tất cả các thứ, nên là các bạn hết sức là chú ý đến bồi dưỡng thận nhé. Sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn một số các thực phẩm có thể là bồi dưỡng cho thận, thận khỏe hơn, làm việc hiệu quả hơn. Các bạn cùng chúng xem nhé. Có rất là nhiều nguyên nhân khiến một người gặp vấn đề về thận như bệnh tiểu đường, huyết áp cao, béo phì, hút thuốc, yếu tố tuổi tác, đặc biệt là thực phẩm ăn uống hàng ngày ảnh hưởng đến thận. Khi mắc bệnh thận cần có chế độ ăn kiêng, đặc biệt là hạn chế natri và phốt pho. Dưới đây là những thực phẩm tốt cho thận. Thứ nhất là súp lơ. Súp lơ xanh có nhiều chất dinh dưỡng bao gồm vitamin C, vitamin K, vitamin B, folat, giúp giảm huyết áp, cân bằng lượng đường trong máu, làm giảm căng thẳng cho thận. Ngoài ra trong súp lơ đầy đủ các thực phẩm, các hợp chất chống viêm như indolet, giàu chất xơ, ít kali. Những người bệnh thận hoặc là bị thận mãn tính nên ăn. Thực phẩm thứ hai là nho đỏ. Nho đỏ cung cấp nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa, favolinon, có tác dụng giảm viêm, bảo vệ thận. Ngoài ra nho đỏ có hàm lượng resveratrol cao, có lợi cho thận và phòng chống bệnh tiểu đường. Và thực phẩm nữa đó là tỏi. Người có vấn đề về thận nên hạn chế lượng natri trong chế độ ăn uống, bao gồm cả muối. Tỏi có thể thay thế cho muối làm gia vị. Tỏi cung cấp mangan, vitamin C, vitamin B6, chứa các hợp chất lưu huỳnh, có chất chống viêm. Tỏi tốt cho thận do có tính chất lợi tiểu, thải natri và nước dư thừa ra khỏi cơ thể qua đường nước tiểu. Các bạn thấy tỏi rất là có tác dụng tốt cho thận. Một loại thực phẩm tiếp theo mà rất tốt cho thận nữa đó là ức gà. Ức gà không da, ít phốt pho, kali và natri hơn thịt gà, có lợi cho bệnh nhân thận. Thực phẩm tiếp theo nữa là lòng trắng trứng. Thì lòng đỏ trứng rất bổ dưỡng nhưng giàu phốt pho, không tốt cho người bị bệnh thận. Trong khi đó lòng trắng trứng chứa nhiều protein cao, chất lượng cao, có lợi cho thận. Những người trải qua điều trị lọc máu nên ăn lòng trắng trứng. Vì vậy, vì lúc này cơ thể có nhu cầu cao về protein. Thực phẩm tiếp theo là hành tây. Hành tây có nhiều chrome, một khoáng chất giúp cơ thể chuyển hóa chất béo, protein, carbon hydrate, giảm gánh nặng cho thận. Tiếp theo là bắp cải. Bắp cải có chứa nhiều vitamin K, vitamin C và vitamin B, đặc biệt cung cấp chất xơ không hòa tan, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Đây là loại rau không có kali, có lợi cho gan và thận, lại giàu chất phytosemica, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do gây bệnh mãn tính như ung thư. Tiếp theo nữa là củ cải. Củ cải phù hợp với người bệnh thận bởi ít kali và phốt pho. Củ cải cũng là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, một chất chống oxy hóa làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đục thủy tinh thể. Tiếp theo là dứa. Dứa chứa ít kali, hỗ trợ tiêu sỏi. Cách đơn giản nhất là hãy ăn dứa chín hoặc là ép dứa lấy nước uống. Trong dứa còn có vitamin C, vitamin B1, mangan, axit hữu cơ, vân vân, rất tốt cho sức khỏe. Tiếp theo là dầu ô liu. Dầu ô liu giàu chất béo và phốt pho, phù hợp cho người mắc bệnh thận. Phần lớn chất béo trong dầu ô liu là loại không bão hòa, đơn axit oleic, có đặc trị chống viêm. Hay vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho các bạn một số các cái thực phẩm rất là dễ kiếm và tốt cho thận. Chúc các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe. Các bạn thấy video này hay, hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè được biết. Và nhớ nhấn đăng ký, nhấn chuông để nhận được những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.